Hôm nay ăn gì? Vậy đây. Gì vậy? Gì vậy? Thân thiện lên, friendly lên. What? What the f? Xin chào tất cả mọi người, trở lại với hôm nay ăn gì. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn hủ tiếu Nam Giang 25 ngàn. Không, mình sẽ đi ăn cơm tấm bình dân. Nói đùa thôi. Trên này chúng ta sẽ đi ăn bánh tút. Bánh tót. Tút. Tót. Tút. Tót. Sao mệt quá giờ hỏi người ta là cái gì là biết à. Cái vị đầu tiên cảm nhận được là cái vỏ bánh mì rất là giòn. Sau đó là vị của cà chua và mù tạt. Có cũng tại của là cà chua thôi. Cái gì thì như có mù tạt. Mà thơm mùi bơ lắm luôn á, thật sự đấy là thơm. Không, giòn được luôn. Tất cả mọi thứ ở đây người ta làm đều có một cái độ giòn nhất định. Bạn tới bạn kêu là người ta sẽ làm liền. Ăn liền luôn. Nghĩa là cái bánh này là một phần nó chất lượng là nhờ và nó có nhân, cái lớp nhân của nó rất là dày á. Bánh này thì nó được biến thành kiểu Hàn Quốc cho nên người Hàn Quốc thì họ cũng cầu kỳ á. Nên là thêm một lớp rau, một lớp khoai tây, một lớp trứng rồi một lớp cheese ở dưới nữa. Nó nhiều lớp lắm. Cái hồ chi ở trong có thịt nguội với lại phô mai với trứng thôi. Cuối cùng là có nguyên một cái lớp khoai tây luôn à. Nhưng mà cái này kiểu như là hợp với lại những cái bữa sáng của người Việt Nam hay là người châu Á mình á ha. Đúng không? Sáng người ta thường hay ăn bánh mì xong rồi. Nói chung là nó vừa được đầy đủ chất dinh dưỡng mà có thể vừa tiện cầm tất cả quay được. Thơm quá mọi người ơi. Ngon nhỉ? Rồi. Tí bắt đầu lên phút ăn chung nữa. Làm dâu chăm họ. Khổ lắm. Mà khổ ghê á, thật ra. Rồi bằng bạn chung cũng có dâu. Có hủ cuộn nó có một cái mùi đấy nó rất là thực vật. Nó hơi hăng hăng giống như là kiểu mù tạt hay là cái gì mà. Nhưng mà có mù tạt hay sao? Ừ. Cái nào cũng có mù tạt hết á. Vậy lắm nó mèo vô mỡ. Nó có rõ. Tại vì mù tạt ở đây là chuẩn vị cà chua được chiết xuất từ những quả cà chua tươi ngon nhất, được làm từ mật ong, không có mùi hăng và cay các bạn nhé. À, tức là nó chỉ chua chua thôi đúng không? Ngon quá. Cái của cuộn ngon hơn. Ồ, nhìn này, như khoai tây nè. Đó là em tưởng cái này là trứng á. Lúc đầu chi tưởng là khoai tây. Tức là kiểu như là cái khoai tây này giống như là kiểu khoai tây chiên hay là gì đó, nhưng mà ở đây là khoai tây là kiểu như là chỉ xác thành từng cái miếng nhỏ xong rồi chị ép luôn trong là giống như kiểu như là thịt băm hay là nó có một cái khuôn. Đúng chị, rồi đây chỉ có cái khuôn xong chị bỏ vô mọi thứ đây đều là hình vuông bánh tút chị bánh thì tút. Nó mới fit với nhau chứ nè. Nhưng mà thật sự là cái mùi khoai tây chiên lên rất là thơm, làm như là khoai tây chị ướp hay gì rồi á. Rồi và một cái món là món 11 phải không ta? Bánh mì, trứng, rau, thịt nguội, phô mai, mozzarella, red egg vegetable, ham, cheese, mozzarella, bồn.
mệt mỏi quá. Đẹp nhờ, đẹp nhờ, đẹp, đẹp quá, đẹp quá. Chúng ta sẽ có một lớp trứng, rau. Rau, vậy ta trứng, rồi có mù tạt. Và hai lớp bọc một lớp chi. Ôi ngon quá các mẹ là ơi. Khi mà nhìn cái bảng menu á, mình thấy có những cái nó lặp đi lặp lại, nó hơi giống giống nhau. Nhưng mà thật ra mình gọi ba loại thì cả ba loại đều có ba màu sắc riêng, đều có ba hương vị riêng. Đúng không rồi. Thể nào trộn lẫn vào nhau được. Nhưng mà nói chung là cả ba cái đều ngon. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Cái này sẽ làm đậm cái mùi thịt hơn. Sao là thấy kia? Nó hơi sốt hơn. Ừ, sốt cái mùi tạt cũng nhiều hơn. Cái sốt ở đây thơm hơn, dễ hơn. Sốt đang ăn ngon thiệt luôn á. Còn mấy cái kia thì chỉ cảm giác như là ví dụ như là cái bánh khoai tây thì nó sẽ dậy mùi khoai tây hơn. Rồi và các bạn thấy thì bánh nào cũng ngon hết và mức giá dao động từ 30-40 ngàn. Mình thấy cũng được, tại vì đồ ăn rất là nhiều, cái bánh dày lắm. Nói chung là mình thấy các chị làm nó cũng rất là khéo. Mọi thứ đều rất là vừa vặn. Thì dặn mới ra được cái bánh vậy. Sao yên vậy đúng không? Thì quán ở đây cũng là một cái quán nhỏ thôi. Như cái chủ nhà nhỏ, cái away là thiên về cái away nhiều hơn là ngồi. Trong đây có một cái bàn duy nhất thì mình ngồi cha luôn. Không, có mấy cái bàn kiểu ngồi quán bar cao cao nữa. Với lại mình nghe được một thông tin nữa là chủ quán của quán Kim Phong này là là quán hàng người Hàn Quốc luôn. Là Hàn Quốc, cho nên là các bạn sẽ yên tâm về chuẩn. Ừ, chuẩn hàng. Ờ, vâng, ở đây còn có nước nữa mà cũng khá ngon. Đó là nước gì á? Soda. Tim. Và quán này sẽ nằm ở số là 55. 55 rạch. Rạch. Xin hãy ghé mua giùm tôi một liều quê lãng để tôi thanh thản. Rạch bông hình ba và còn một cái nữa ở Nguyễn Thượng Hiền. Ok. Rồi, và vậy thôi. Nếu các bạn thấy video hay đừng quên like, share và subscribe cho S Channel. Và nếu như các bạn muốn thử nước bánh to thì hãy đến Kim Bông nhé. Tút xin được phép bắt đầu. Trời, tôi mệt ghê luôn. Sao mình chắc chắn rất là nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao tụi mình chưa qua mà team Hà Nội qua rồi. Đó là một lý do rất là đơn giản thôi mà mọi người không nghĩ ra. Mà phải chưa thích qua tập hết. Ừ vậy thôi, nó chơi thôi chứ thật sự thì cái gì nó cũng có cái lý do của nó. Và nói chung là có một điều chắc chắn là cho dù mà có qua team mới hay không thì bọn mình vẫn sẽ tiếp tục làm hôm nay gì. Ừ, cho nên các bạn vẫn phải tiếp tục ủng hộ và đón xem. Thì nói chung thì mấy bạn cũng quan tâm làm gì, đơn thì quan trọng là tụi mình sẽ luôn luôn mang tới những số hôm nay gì rồi hay các bạn là điều quan trọng nhất. Thôi nói lại thôi, giờ thôi. Ừ vậy thôi à. Và chuyên mục bóc phớt của chúng ta đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem.